Xin chào quý vị các bạn. Sau những ngày xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm khiến tiết trời dịu đi, từ hôm qua do ảnh hưởng của vùng áp thấp ở phía Tây mở rộng dần sang phía Đông, nên nắng nóng đã lan rộng trên khu vực Bắc Bộ với mức nhiệt độ từ 35 đến 36 độ vào trưa chiều. Trong đêm nay và ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh dần lên. Do vậy, ngày mai trời sẽ có nắng bắt đầu từ khá sớm và kéo dài cho đến tận chiều muộn, với thời gian nắng trong ngày có thể lên đến 10 giờ đồng hồ, kèm theo đó là cường độ nắng sẽ tăng khá là mạnh. Và nhiệt độ cao nhất rơi vào thời điểm từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều và nhiệt độ có thể dao động trong khoảng từ 35 đến 38 độ, thậm chí có nơi trên 39 độ. Nắng nóng trở nên gay gắt hơn ngày hôm nay nên thời tiết sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như những hoạt động sản xuất của người dân. Và nhiều khả năng nắng nóng với cường độ khá mạnh còn duy trì trong vài ngày tới. Quý vị và các bạn cần chủ động sử dụng nguồn điện và nước sạch hợp lý, đồng thời nên uống đủ nước, bổ sung vitamin để đảm bảo sức khỏe trong những ngày hè nóng bức này. Khu vực miền Trung thời tiết còn khắc nghiệt hơn các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ. Và suốt từ đầu tháng đến nay, dọc theo các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Ninh Thuận, trời ít mưa, nắng nhiều, nhiệt cao và liên tục ở ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt độ từ 35 đến 38 độ. Ngày hôm nay, cùng với sự hoạt động mạnh dần của vùng áp thấp nóng ở bên khu vực phía Tây, kết hợp với địa hình của dải Trường Sơn chạy dọc theo khu vực này tạo ra hiệu ứng phơn nên nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Từ ngày mai thì nắng nóng còn tiếp tục gia tăng về cường độ và lan rộng trên toàn khu vực, từ vùng núi cho đến vùng ven biển với mức nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều là khoảng từ 36 đến 39 độ. Đặc biệt ở những điểm như là ở tại Quỳ Châu, Tương Dương, Hương Khê, Tuyên Hóa, nhiệt độ còn lên đến sấp xỉ hoặc là trên 40 độ, kết hợp với độ ẩm giảm thấp nên thời tiết không những là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sản xuất và sinh hoạt của người dân mà còn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao. Những cánh rừng chạy dọc theo khu vực này nhiều nơi đã ở mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Đang trong những ngày cuối tháng 5, nhưng trong những ngày vừa qua, ở tại khu vực Tây Nguyên và tại khu vực Nam Bộ thì trời vẫn nắng nhiều và nền nhiệt độ ở mức khá cao. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thì ít có khả năng xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Trời tiếp tục là nắng nhiều với mức nhiệt độ cao nhất ở tại khu vực Tây Nguyên là từ 31 đến 34 độ. Còn ở tại khu vực Nam Bộ, đặc biệt là các tỉnh thành ở tại khu vực miền Đông thì có nơi vẫn lên trên 35 độ. Vùng áp thấp nóng mở rộng không chỉ gây nắng nóng diện rộng trên đất liền mà nó còn có tác động hút gió, khiến cho gió ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ tiếp tục tăng lên về cường độ và ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và sóng biển cao từ 1,25 đến 2,25 m, biển động. Còn trên khu vực Biển Đông thì gió vẫn thịnh hành theo hướng Nam đến Tây Nam với cường độ ở vào khoảng cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên đáng lưu ý là tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, đêm nay và chiều tối mai vẫn có mưa dông rải rác và trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh nên các chủ tàu thuyền cần phải hết sức lưu ý. Như vậy là tình trạng nắng nóng sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới và kéo theo đó là tình trạng gió mạnh, sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ và mưa dông ở các vùng biển phía Nam. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay cũng xin được khép lại với phần dự báo chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.